15 từ chỉ nghề thường gặp hàng ngày. Nghề số 1. Teacher. 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 Giáo viên. I'm a teacher. Tôi là một giáo viên. Hai. Policeman. 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 Cảnh sát. I'm a policeman. Tôi là một cảnh sát. Ba. Farmer. 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 Nông dân. I'm a farmer. Tôi là một nông dân. Bốn. Doctor. 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 Bác sĩ. I'm a doctor. Tôi là một bác sĩ. Năm. Nurse. 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 Y tá. I'm a nurse. Tôi là một y tá. Sáu. Builder. 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 Thợ xây. I'm a builder. Tôi là một thợ xây. Bảy. Worker. 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 Công nhân. I'm a worker. Tôi là một công nhân. Tám. Soldier. 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 Người lính. I'm a soldier. Tôi là một người lính. Chín. Chef. 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 Đầu bếp. I'm a chef. Tôi là một đầu bếp. Mười. Lawyer. 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 Luật sư. I'm a lawyer. Tôi là một luật sư. Electrician. 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 Thợ sửa điện. I'm an electrician. Tôi là một người thợ sửa điện. Mười hai. Mechanic. 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 Thợ cơ khí. I'm a mechanic. Tôi là một thợ cơ khí. Mười ba. Plumber. 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 Thợ sửa ống nước. I'm a plumber. Tôi là một thợ sửa ống nước.
14. Babysitter. 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 Người trông trẻ. I'm a babysitter. Tôi là một người trông trẻ. Mười lăm. Shipper. 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 Người giao hàng. I'm a shipper. Tôi là một người giao hàng. Ở câu số một. I was unemployed last week. I was unemployed last week. Tuần trước tôi thất nghiệp. Chúng ta có tính từ thất nghiệp là unemployed. I was unemployed last week. Câu số 2. Tôi đã tìm việc làm. I looked for a job. I looked for a job. Chúng ta có cụm động từ look for là tìm kiếm. Ở câu số 3, tôi thấy một số quảng cáo việc làm. I saw some job ads. I saw some job ads. Chúng ta có cụm danh từ job ad là quảng cáo việc làm. Ở đây, ads có S là do danh từ số nhiều. Job ads. I saw some job ads. Câu số 4. Tôi làm hồ sơ ứng viên. I made CVs. Chúng ta có từ CV là viết tắt của Curriculum Vitae, mang nghĩa là hồ sơ ứng viên. I made CVs. Năm. I filled in 10 application forms. I filled in 10 application forms. Tôi điền vào 10 đơn xin việc. Trong câu này chúng ta học được một cụm danh từ là đơn xin việc. Application forms. Câu số 6. Tôi chuẩn bị bằng cấp của mình. I prepared my qualifications. I prepared my qualifications. Trong câu này chúng ta có danh từ qualifications là bằng cấp. Câu số 7. Tôi xin việc làm. I applied for a job. I applied for a job. Cụm động từ apply for là nộp đơn xin việc làm. Câu số 8. Tôi đi phỏng vấn. I went for an interview. I went for an interview. I went for an interview. Chúng ta có danh từ interview, cuộc phỏng vấn. Câu số 9. I didn't have much experience. I didn't have much experience. Trong câu này chúng ta có danh từ experience, kinh nghiệm.
Câu số 10. Tôi phải cạnh tranh với nhiều ứng viên khác. I had to compete with many other applicants. I had to compete with many other applicants. Chúng ta có danh từ applicant, ứng viên. Câu số 11. Luckily, I got a job. Luckily, I got a job. May mắn, tôi được nhận vào làm. Trong câu này, chúng ta có cụm từ get a job và quá khứ là got a job, mang nghĩa là được nhận vào làm. Câu số 12. Tôi đảm nhận vị trí quản lý. I took over a manager position. I took over a manager position. Trong câu này, chúng ta có danh từ position là vị trí việc làm. I took over a manager position. Câu số 13. Tôi chịu trách nhiệm doanh thu hàng tháng. I was responsible for the monthly income. I was responsible for the monthly income. Trong câu này, chúng ta có tính từ responsible for là chịu trách nhiệm về việc gì? I was responsible for the monthly income. 14. Tôi được trả lương cao. I got a high salary. I got a high salary. I got a high salary. Trong câu này chúng ta có danh từ salary, lương. Mười lăm. Lúc đầu tôi thực sự thấy tự tin. I really felt self-confident at first. I really felt self-confident at first. Chúng ta có tính từ self-confident là tự tin. Mười sáu. Tôi luôn đi làm đúng giờ. I was always punctual. I was always punctual. I was always punctual. Trong câu này chúng ta học được một tính từ punctual là đúng giờ. Mười bảy. Tôi sẽ sớm được thăng chức. I would get promoted soon. I would get promoted soon. Trong đây chúng ta có cụm từ get promoted là thăng chức. Mười tám. But a few days later, I started feeling stressful. But a few days later, I started feeling stressful. Chúng ta có tính từ stressful là áp lực. Nhưng vài ngày sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực. 19. Tôi đã quyết định xin nghỉ vị trí quản lý. I decided to resign as manager. I decided to resign as manager. I decided to resign as manager. Trong câu này chúng ta học được một động từ resign là từ chức, là xin thôi việc. Và cuối cùng, tôi lại thất nghiệp. I am out of work now. Trong câu này chúng ta học được thêm một từ thất nghiệp nữa bên cạnh từ unemployed ban đầu, đó chính là out of work. I'm out of work now. Hello everybody, I hope all of you are doing well.
Xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe và theo dõi video học tiếng Anh cho người bận rộn Busy Learn English Program. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bạn một vài những mẫu câu hỏi và câu trả lời thường được dùng để giao tiếp trong lần đầu tiên các bạn có dịp tiếp khách nước ngoài hoặc một đối tác, một khách hàng đến từ các quốc gia khác đang muốn tìm hiểu về công ty bạn cũng như những thông tin liên quan tới sản phẩm và quá trình sản xuất và một số những thông tin liên quan tới quy chế hoạt động của công ty. Và trong video này thì tôi xin đưa ra một trường hợp cụ thể, đó là những công ty về sản xuất trong lĩnh vực may mặc. 1. What does your company produce? 2. My company produces garments. 3. What are your main products? Our main products are swimsuits and bikinis. 3. How old is it? It is 8 years old. 4. Where is its headquarters? It is in Hanoi, Vietnam. 5. How many countries does your company operate in? It operates in 5 countries: Vietnam, Thailand, Russia, China, and the USA. 6. How many employees does your company employ? The company has about 150,000 people, both office staff and factory workers. 7. Who are its main customers? Our main customers are mainly from the USA, China, Singapore, Thailand, and Vietnam. 8. What's your president's name? His name is Mr. Lam. 9. Do people use first names in your company? Yes, they do. 10. How do people greet each other? They say hello. 11. Where do people eat during the working week? They eat in the canteen. 12. Do men and women have different roles in the company? No, definitely not, sir. We are equal. 13. What training does the company give to its employees? It gives English training courses to its employees. 14. What benefits do people get from the company besides the salary? They can get insurance and social welfare. 15. How long do people usually stay with the company? They usually stay with the company for about 8 years or more. 16.
How often do people move from one department to another? That hardly ever happens here. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập với mẫu câu hỏi về nghề nghiệp. Lưu ý, chúng ta chỉ dùng các câu hỏi này khi câu chuyện giữa bạn và người nước ngoài đã trở nên thân mật hơn. Xin mời các bạn chúng ta cùng nghe và luyện tập. Sample 1. What do you do? Các bạn thân mến, câu hỏi này là một câu hỏi chung thường được dùng để hỏi nghề nghiệp của một ai đó. Các bạn cùng luyện tập. What do you do? Và khi được hỏi câu hỏi này, các bạn sẽ trả lời như sau. I'm a lawyer. Cấu trúc trả lời I'm cộng một nghề nghiệp. Chúng ta cùng luyện tập. I'm a lawyer. I'm a lawyer. Sample 2. Where do you work? Where do you work? Và khi được hỏi câu hỏi này, các bạn sẽ trả lời I work for a lawyer agency. I work for a law agency. Mời các bạn đến với mẫu câu hỏi số 3, sample 3. How many hours do you work a day? How many hours do you work a day? Và khi được hỏi câu hỏi này, các bạn sẽ trả lời I work from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. Xin mời các bạn cùng luyện tập lại. I work from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. Xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với mẫu câu hỏi số 4. Sample 4. How many days do you work a week? How many days do you work a week? Khi được hỏi câu hỏi này, các bạn sẽ trả lời như sau. I work from Monday to Friday. I work from Monday to Friday. Sample 5. Do you like your job? Các bạn cùng luyện tập. Do you like your job? Và cách trả lời cho câu hỏi này vô cùng đơn giản. Nếu đồng ý, bạn sẽ trả lời Yes, I do. Và nếu không, bạn sẽ nói No, I don't. Xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với mẫu câu hỏi số 6. Sample 6. How do you go to work? Đây là mẫu câu hỏi hỏi về phương tiện mà một ai đó đi tới công sở. Các bạn cùng luyện tập. How do you go to work? Khi được hỏi câu hỏi này, các bạn sẽ trả lời như sau. I go by the company's bus. I go by the company's bus. Sample 7. What don't you like about the job? Đây là một mẫu câu hỏi tế nhị được dùng để hỏi về sự không thích của một ai đó, về một điểm nào đó trong công việc của họ. Các bạn cùng luyện tập. What don't you like about your job? Và khi được hỏi câu hỏi này, các bạn sẽ trả lời như sau. It's sometimes so stressful. It's sometimes so stressful.
Sample 8. How do you relax after work? Đây là mẫu câu hỏi thân mật, hỏi về cái cách mà một người nào đó thư giãn sau giờ làm việc. Các bạn cùng luyện tập. How do you relax after work? Và khi được hỏi câu hỏi này, các bạn sẽ trả lời như sau. I often listen to music. I often listen to music. Và mẫu câu hỏi cuối cùng trong video này. Sample 9. Do you wear a uniform at work? Đây là mẫu câu hỏi được dùng để hỏi về trang phục hoặc đồng phục mà một người nào đó có mặc ở công sở hay không. Các bạn cùng luyện tập. Do you wear a uniform at work? Và nếu có, câu trả lời sẽ là Yes, I do.